Xin chào thầy và các bạn đã đến với bài báo cáo của nhóm em ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Hà Đức Ý. Sau đây em xin thay mặt cho nhóm 6 thuyết trình báo cáo cho học phần phương pháp nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của giảng viên Lê Mạnh Hà. Thành viên của nhóm em bao gồm 6 bạn. Thứ nhất Nguyễn Hà Đức Ý, thứ hai Trần Thị Thúy Hằng, thứ ba Nguyễn Thị Thương, thứ tư Hồ Thảo Nguyên, thứ năm Nguyễn Thị Trà Giang và thứ sáu Bùi Thanh Tú. Bài báo mà chúng em muốn nghiên cứu có chủ đề là thực trạng và giải pháp rèn luyện kỹ năng viết chữ cho học sinh lớp 1 trường tiểu học Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La của tác giả Trần Thị Thanh Hồng và Đèo Thị Thu Huyền. Đến với chủ đề ngày hôm nay, chúng em xin trình bày những nội dung sau đây. Thứ nhất, lý do chọn đề tài. Thứ hai, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Thứ ba, mục đích nghiên cứu. Thứ tư, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Thứ năm, nội dung nghiên cứu. Thứ sáu, kết quả nghiên cứu. Và cuối cùng là hướng phát triển. Đầu tiên, xin mời thầy và các bạn đến với lý do chọn đề tài. Tục ngữ Việt Nam có câu, nét chữ, nét người. Vì vậy, dạy cho học sinh viết đúng, viết đẹp là góp phần bồi dưỡng cho học sinh những phẩm chất tốt đẹp của con người như tính cẩn thận, kiên trì, kỷ luật, thẩm mỹ, ý thức tự trọng và tôn trọng người khác. Vì vậy, đây là việc làm mà tất cả các thầy cô giáo nói chung và đặc biệt là các thầy cô giáo ở bậc tiểu học, các em học sinh và phụ huynh học sinh cần chú trọng và quan tâm. Học chữ chính là công việc đầu tiên khi các em đến trường. Tiểu học là bậc học nền tảng, dạy tiếng Việt và tập viết chữ Việt là các thầy cô giáo đã trao cho các em chìa khóa để mở ra cánh cửa bước vào tương lai. Chương trình sách giáo khoa tiếng Việt 1 chú trọng đến nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng viết chữ cho học sinh, kết hợp dạy kỹ thuật viết chữ với dạy học vần và rèn luyện chính tả, mở rộng vốn từ và rèn luyện tư duy cho học sinh. Đối với học sinh tiểu học, nhất là học sinh dân tộc thiểu số lớp 1 như ở trường tiểu học Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La có những đặc thù, năng lực viết chữ còn nhiều hạn chế, cần được cải thiện. Do đó, yêu cầu giáo viên cần thường xuyên tìm ra các biện pháp rèn luyện kỹ năng viết đúng, viết đẹp cho học sinh và đó cũng là lý do mà bài báo này xuất hiện. Tiếp đến là ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Như chúng ta đều biết, chữ viết là một công cụ để giao tiếp và trao đổi thông tin, là phương tiện để ghi chép và tiếp nhận những tri thức văn hóa khoa học và đời sống. Vì vậy, rèn chữ viết là một việc làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhất là đối với học sinh tiểu học. Rèn luyện chữ viết là để cho học sinh trau dồi kỹ năng viết chữ, kỹ năng trình bày, thúc đẩy và phát huy vai trò của giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục toàn diện của nhà trường, góp phần rèn luyện những kỹ năng hàng đầu của việc học tiếng Việt trong nhà trường, đó là kỹ năng viết chữ. Rèn luyện cho học sinh viết đúng, viết đẹp, viết đảm bảo tốc độ, không chỉ tạo điều kiện cho học các em học sinh học tốt các môn học mà thông qua đó giáo dục được tính kiên trì, cẩn thận, tinh thần kỷ luật và óc thẩm mỹ. Chúng ta cùng đến với nội dung thứ ba là mục đích nghiên cứu của đề tài. Khảo sát kỹ năng viết chữ của học sinh lớp 1 trường tiểu học Ngọc Chiến cho thấy còn nhiều học sinh chưa xác định được đúng độ cao chữ cái và viết đúng các chữ cái đó. Thực tế cho thấy có nhiều học sinh viết không đúng quy trình, chưa xác định được điểm đặt bút, điểm dừng bút khi viết chữ, chưa xác định được đúng dòng kẻ, ngồi viết chưa đúng tư thế vì chưa tập trung. Do đó, mục đích nghiên cứu của đề tài là thứ nhất, tìm ra được thực trạng nguyên nhân dẫn đến những sai lầm khi viết bài của học sinh, vì chỉ khi biết được nguyên nhân thì mới có thể tìm ra được giải pháp cải thiện chữ viết cho các em học sinh. Thứ hai, từ thực trạng và nguyên nhân, tìm ra được những giải pháp để hình thành và rèn luyện kỹ năng viết đúng, viết đẹp. Thứ ba, đề xuất một số biện pháp khắc phục những sai lầm khi viết chính tả của học sinh và những biện pháp để cải thiện chữ viết đúng, đẹp. Tiếp đến là nội dung thứ tư, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Về đối tượng nghiên cứu, đó là thực trạng và giải pháp rèn luyện kỹ năng viết cho học sinh lớp 1. Còn về phạm vi nghiên cứu là 200 em học sinh lớp 1 thuộc 8 lớp của trường tiểu học Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Thứ năm là nội dung nghiên cứu của bài báo. Đầu tiên, ta sẽ nói đến cơ sở lý luận thực tiễn của đề tài. Ta sẽ thấy được học sinh lớp 1 của những ngày đầu đi học còn rụt rè và e ngại. Việc giúp cho các em làm quen với chữ viết rất khó khăn bởi đôi tay của các em chưa quen đến việc cầm bút. Vậy, ở học sinh lớp 1 có nên tiến hành dạy các em cầm bút viết đẹp ngay hay không? Đối với giáo viên, cần phải có sự dạy dỗ công phu và nhiệt tình, tập trung xây dựng những biện pháp rèn chữ phù hợp với lứa tuổi của các em để các em nắm vững được các kỹ năng một cách tốt nhất. Cần xây dựng được nề nếp và kỹ thuật viết chữ.
chữ đúng, đó là cơ sở viết chữ đẹp và cũng chính là yếu tố tốt có tính quyết định chữ viết đẹp của các em trong quá trình học tập. Nếu cùng lúc mà đòi hỏi các em vừa viết đúng vừa viết đẹp là một điều rất khó khăn. Vì vậy, giáo viên cần phải có sự quan tâm, xây dựng được nề nếp viết chữ đúng để giúp cho các em trong quá trình viết chữ đẹp. Thứ hai là thực trạng của việc rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 trường tiểu học Ngọc Chiến. Đầu tiên, ta sẽ nói về vấn đề rèn chữ viết của giáo viên. Với đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, năng động, sáng tạo, tận tụy với công việc, có ý thức tốt về trách nhiệm của người giáo viên và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong quá trình dạy học nói chung và dạy chữ cho học sinh nói riêng. Một số giáo viên chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phương pháp dạy học, đa phần thường sử dụng các phương pháp trực quan, phương pháp đàm thoại, phương pháp luyện tập theo mẫu, v.v. Với cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường phục vụ cho việc dạy học chưa đáp ứng được nhu cầu, các phương pháp dạy học hiện đại ngày nay, chữ viết cũng ít được giáo viên sử dụng. Đa phần giáo viên sử dụng máy tính soạn giáo án, cho nên việc rèn chữ của giáo viên cũng bị hạn chế. Còn với thực trạng của viết chữ của học sinh lớp 1, đa số học sinh chưa biết cách cầm bút cũng như là cách ngồi cho đúng tư thế. Nhiều học sinh còn rụt rè, bỡ ngỡ, chưa nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài, chưa hứng thú trong giờ tập viết. Một số học sinh nhận diện chưa đúng độ cao của các chữ nên ảnh hưởng đến kỹ năng viết chữ. Khảo sát nhận biết của học sinh về đặc điểm cấu tạo các chữ cái thường tiếng Việt cho thấy đa số học sinh đã nhận diện đúng về đặc điểm cấu tạo của các chữ thường tiếng Việt. Nội dung thứ ba là một số giải pháp rèn luyện kỹ năng viết chữ cho học sinh lớp 1 trường tiểu học Ngọc Chiến. Đầu tiên, giáo viên cần phải hiểu rõ những đặc điểm tâm sinh lý của học sinh với việc rèn kỹ năng viết chữ. Vào lớp 1, trẻ bước qua giai đoạn mới, từ giai đoạn lấy hoạt động vui chơi sang giai đoạn học tập là chủ đạo. Chính vì sự thay đổi đó đã làm cho các em trong giờ học còn rụt rè, chưa thích nghi và không hứng thú khi nghe giáo viên giảng bài. Việc giáo viên cần làm là cần chú trọng đến phương pháp trò chơi học tập, giúp học sinh dần dần vượt qua bước đầu khó khăn, từ đó tạo ra được những hứng thú say mê học tập, ví dụ như tổ chức những trò chơi cho các em. Để học tập trong giờ tập viết có hiệu quả, giáo viên cần hướng dẫn học sinh chuẩn bị một số đồ dùng học tập như bảng con, phấn viết, vở tập viết lớp 1, bút chì, v.v. Hướng dẫn tư thế ngồi học và cách cầm bút. Giáo viên cần phải luyện cho học sinh tư thế ngồi học đúng cách, giúp cho các em tập làm theo để các em học tập một cách hiệu quả. Đồng thời, giáo viên cần phải hướng dẫn cho các em cầm bút đúng cách để việc tập viết trở nên dễ dàng hơn. Tạo hứng thú tập viết cho học sinh. Gây hứng thú khi dạy tập viết cho học sinh là điều quan trọng giúp cho học sinh yêu thích chữ viết, say mê và quyết tâm rèn luyện được kỹ năng viết chữ. Giáo viên kết hợp sử dụng phương pháp trò chơi học tập để tạo không khí thoải mái, đáp ứng được tâm lý học, vừa củng cố, nâng cao kiến thức và kỹ năng viết chữ, rèn luyện kỹ năng tư duy cho học sinh, vừa tạo được sự hứng thú, tích cực với ý chí quyết tâm giành được phần thắng. Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tiếng Việt. Đầu tiên là phương pháp trực quan. Phương pháp trực quan là phương pháp cho học sinh quan sát mẫu chữ, cách làm mẫu của giáo viên hoặc quan sát tranh ảnh để giải nghĩa từ khi hướng dẫn học sinh viết từ ứng dụng, giúp cho học sinh viết được từ và hiểu được từ. Thứ hai là phương pháp phân tích ngôn ngữ. Phương pháp phân tích ngôn ngữ yêu cầu học sinh chủ động phân tích hình dáng, kích thước, cấu tạo chữ, tìm được sự tương đồng, khác biệt với chữ cái đang học và chữ cái đã học, nắm bắt được quy trình viết chữ cái và liên kết các chữ cái đó. Thứ ba là phương pháp giao tiếp. Phương pháp giao tiếp là giáo viên dẫn dắt học sinh tiếp xúc với chữ, sẽ học bằng một hệ thống câu hỏi về các nét và cấu tạo chữ cái đang học và chữ cái đã học, yêu cầu học sinh đọc, nhận xét chữ viết, tạo ra các tình huống để học sinh thực hành giao tiếp một cách hiệu quả. Và cuối cùng là phương pháp luyện tập. Phương pháp luyện tập là giáo viên hướng dẫn học sinh luyện chữ cái, liên kết các chữ cái để luyện viết từ, viết câu ứng dụng, luyện chữ viết. Là một hoạt động trung tâm của tiết học tập viết, làm hình thành các kỹ năng viết đúng, viết đẹp cho học sinh. Thứ sáu là kết quả của đề tài. Xây dựng được 3 biện pháp rèn luyện kỹ năng viết chữ cho học sinh lớp 1 đó là: đầu tiên, giáo viên cần hiểu rõ được những đặc điểm tâm sinh lý của học sinh với việc rèn luyện kỹ năng viết chữ. Thứ hai, tạo hứng thú tập viết cho học sinh. Thứ ba, sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tiếng Việt. Về kỹ năng dạy học, giáo viên đã nhận thức được vị trí quan trọng của môn tập viết, sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học khác nhau sao cho phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình và đặc thù của môn tiếng Việt.
về kỹ năng viết chữ và trình bày. So với trước khi thực hiện các phương pháp trên, kỹ năng chữ viết, trình bày của học sinh đã có sự tiến bộ. Chữ viết đúng độ cao, đúng ô ly, biết cách cầm bút, ngồi đúng tư thế và biết cách trình bày ngay ngắn, giữ gìn vở sạch chữ đẹp. Và cuối cùng là hướng phát triển. Khuyến khích sự sáng tạo và tăng khả năng ghi nhớ của học sinh với việc rèn chữ viết. Bởi khi viết, não bộ của trẻ sẽ hoạt động rất tích cực. Giáo viên và phụ huynh khuyến khích các em vừa viết vừa đọc và ghi nhớ các chữ cái đó. Viết trên giấy, trên bảng hay trên vở là cách hỗ trợ trẻ học tập hiệu quả. Phương pháp này giúp cho các em tăng khả năng sáng tạo, học hỏi, tìm tòi và sáng tạo ra các chữ hoa, chữ nghệ thuật bay bổng. Rèn kỹ năng chữ viết cũng góp phần rèn luyện cho các em tính cẩn thận, tính kỷ luật, lòng tự trọng đối với mình cũng như là thầy cô, các bạn và bài vở của mình. Nhờ có rèn luyện chữ viết mà học sinh đã rèn được kỹ năng nghe, đọc và năng lực phân tích ngữ âm khi chỉ mới còn là học sinh lớp 1.